Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Youtube channel của Synthetic Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản Cisco C1002-C1003 bằng giao diện dòng lệnh CLI như đăng nhập vào Switch, tạo VLAN, tạo và phân quyền cho tài khoản, gán cổng vào VLAN, cấu hình trunking trên Switch, bật theo nét lưu cấu hình trên Cisco Catalyst 1002 và 1003 Series. Dòng Cisco C1002-C1003 hỗ trợ cấu hình bằng cả giao diện dòng lệnh và giao diện web với những bạn mới tiếp cận thì giao diện web sẽ đơn giản hơn để cấu hình, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn và khó khắc phục sự cố. Giao diện dòng lệnh thì cấu hình sẽ nhanh hơn rất nhiều, dễ xử lý sự cố, tuy nhiên thì nó yêu cầu các bạn cần có kỹ năng hoặc đã học các khóa học như là CCNA. Trên YouTube channel và website thì CNTT Shop đã có video hướng dẫn cấu hình bằng giao diện web, các bạn có thể tham khảo. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình bằng giao diện dòng lệnh. Để cấu hình bằng giao diện dòng lệnh thì chúng ta sẽ có hai cách để truy cập vào CLI của switch Cách một là các bạn truy cập vào switch bằng giao diện web, sau đó bật theo net, SSH và truy cập qua hai giao thức này. Tuy nhiên nó yêu cầu có IP và các bạn phải hoàn tất các bước cài đặt ban đầu bằng giao diện web. Cách hai là các bạn sử dụng dây console. Với dây console thì các bạn có thể theo dõi được cả khi suýt đang khởi động nên nó rất dễ để xử lý sự cố và nó không yêu cầu IP nên các bạn luôn có thể truy cập được. Tất cả các mã suýt thuộc dòng Cisco Catalyst 1002 và Catalyst 1003 đều có hai cổng console chuẩn RJ45 và USB Type-C, trừ mã C1002-8T-D thì chỉ có cổng console RJ45. Các bạn sử dụng dây console để kết nối thiết bị với máy tính của mình. Có 3 loại dây console phổ biến, các bạn sử dụng loại nào cũng được. Ngoài ra thì có nhiều loại cáp console khác, các bạn cũng có thể sử dụng để cấu hình suýt. Dây console thì các bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ liên quan đến mạng, cáp mạng. Thường thì chúng ta sẽ mua cáp một đầu RJ45, một đầu USB cho tiện sử dụng. Đầu USB chúng ta sẽ kết nối với máy tính, còn đầu RJ45 các bạn sẽ kết nối vào cổng console trên switch. Sau khi các bạn kết nối dây console với máy tính thì trên máy tính sẽ nhận các dây console này như là các cổng COM. Các bạn kích chuột phải vào GPC, chọn Manage. Trong Computer Management, truy cập vào Device Manager. Port Command LPT, trong mục Port Command NPT, các bạn kiểm tra xem máy tính đang nhận các console là cổng COM nào, ví dụ của mình là COM3. Các bạn lưu ý là máy tính sẽ có nhiều cổng COM khác nhau nên các bạn cần tìm chính xác cổng COM của các console. Nếu không xác định được thì các bạn có thể rút dây console ra và cắm lại. Cổng COM nào mất khi các bạn rút ra thì chính là cổng COM của các console. Sau khi xác định được cổng COM, các bạn sử dụng phần mềm terminal phổ biến như là PuTTY, TeraTerm, Mobaxterm, CQCRT để đăng nhập vào switch. Mình sẽ sử dụng PuTTY do phần mềm này hoàn toàn miễn phí và nhẹ. Các bạn search trên Google, download về cài đặt là được. Connection type chọn serial để đăng nhập qua các console. Serial line nhập cổng COM đã nhận trên máy tính của mình là COM3. Speed của các dòng này là 115200. Nhấn open. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào CLI của switch. Tất cả các switch Cisco dòng 1002 và dòng 1003 đều có tài khoản mặc định là cisco/cisco, Cisco. tất cả các ký tự viết thường. Các bạn đăng nhập vào switch bằng tài khoản này. Ở lần đầu đăng nhập thì switch sẽ yêu cầu các bạn thay đổi tài khoản và mật khẩu mặc định. Các bạn nhập username và password mới vào. Tuy nhiên mật khẩu cần phải tuân thủ 7 quy tắc của Cisco ở phía trên. Nếu các bạn nhận được thông báo password rejected nghĩa là mật khẩu của các bạn chưa đáp ứng được quy tắc. Còn nếu switch thông báo username and password were successfully updated là các bạn đã thay đổi tài khoản thành công. Khi đó các bạn có thể cấu hình switch trên giao diện CLI. Sau khi đổi tài khoản thành công thì tài khoản mặc định Cisco Cisco sẽ bị xóa, các bạn không thể sử dụng được nữa trừ khi reset cấu hình về mặc định. Để thay đổi hostname cho switch thì các bạn vào mode config bằng lệnh configure terminal. thay đổi bằng lệnh hostname hostname mới. Để tạo thêm tài khoản và phân quyền cho các tài khoản thì các bạn sử dụng lệnh username cách tên user mới. Phân quyền bằng tùy chọn privilege. Có 3 mức level mà các bạn có thể cấu hình. Privilege level 1 là read only CLI access. User ở mức level 1 không thể truy cập vào giao diện web và chỉ có thể sử dụng các câu lệnh sâu, không thay đổi đến cấu hình của suite. Level này áp dụng cho những người dùng chỉ monitor hệ thống. Privilege level 7 là Read Limited Write CLI Access. User không truy cập được giao diện web và chỉ có thể sử dụng các câu lệnh sâu và một số câu lệnh cơ bản làm thay đổi cấu hình hệ thống. Privilege level 15 là Read Write Management Access, mức level cao nhất user có thể thực thi mọi câu lệnh hỗ trợ trên switch. Các bạn lựa chọn tùy user, mình sẽ chọn 15. Đặt mật khẩu bằng tùy chọn password, sau đó thì nhập mật khẩu cho tài khoản này. Nhấn Enter là xong. Trên tất cả các dòng suite F&B của Cisco như các dòng CBS hay là C1002, C1003, Series đều hỗ trợ tính năng Smart Port cho phép switch xác định thiết bị kết nối vào switch thuộc loại nào dựa trên macro được cấu hình sẵn nên switch sẽ tự động cấu hình các port thành access hoặc trunking. Việc cấu hình tự động có thể khiến cấu hình không theo mong muốn nếu các bạn không nắm rõ được cách thức hoạt động của tính năng. Do vậy, mình khuyến nghị các bạn nên tắt tính năng này đi và cấu hình theo đúng mô hình của mình vì các tính năng access hoặc trunking cấu hình khá nhanh và đơn giản. Để tắt tính năng này thì trong mode configure các bạn nhập macro auto disable Các bạn nên tắt tính năng này đi trước khi cấu hình các tính năng liên quan đến VLAN. Do mô hình triển khai mỗi hệ thống sẽ khác nhau và yêu cầu cũng khác nhau nên mình sẽ sử dụng mô hình này để hướng dẫn cho các bạn. Mô hình này bao gồm toàn bộ kịch bản triển khai, bao gồm sử dụng switch làm gateway cho mạng và một switch chỉ có cấu hình access và trunking thông thường. Hai switch này cũng là điển hình cho hai trường hợp triển khai nên mình sẽ tách riêng ra để các bạn dễ nắm bắt. Trường hợp switch là switch core thì gateway của các VLAN sẽ đặt trên switch. Trường hợp này chúng ta sẽ có một số bước cấu hình. Đầu tiên chúng ta sẽ cần tạo các VLAN và cấu hình IP cho các interface VLAN để làm gateway cho các VLAN này. Cổng gi1 nối lên router hoặc firewall sẽ là cổng layer 3. Các bạn cần chuyển cổng này sang layer 3 và đặt IP cho cổng này. Trên switch core chúng ta sẽ cần một default route trỏ tới IP 172.16.1.1 của router trên router thì các bạn sẽ cần tạo 3 static root tương ứng với 3 giải mạng của 3 VLAN. Trỏ tới IP 172.16.1.2 của switch thì mạng LAN bên dưới mới truy cập được Internet. Router thì có rất nhiều loại và cách cấu hình khác nhau nên mình sẽ không hướng dẫn trong video này. Các cổng G2 và G3 nối xuống switch bên dưới nên nó sẽ là cổng trong kinh. Các cổng từ 11 đến 20 trên switch này mình sẽ dùng cho camera nên các cổng này sẽ access về VLAN 12. Ngoài ra thì các bạn cần cấu hình DHCP server trên switch này để cấp IP cho người dùng thuộc các VLAN. Tuy nhiên DHCP chỉ hỗ trợ trên dòng Catalyst C1003. Do vậy mình sẽ hướng dẫn cấu hình DHCP server trong một video khác. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết cấu hình. Đầu tiên thì mình sẽ tạo 3 VLAN và cấu hình IP cho interface VLAN này. Các bạn tạo VLAN bằng lệnh VLAN cộng VLAN này đi. Phía sau các bạn có thể đặt tên cho VLAN bằng tùy chọn name, sau đó là tên VLAN. Tương tự mình sẽ tạo VLAN 11 và 12 tiếp theo cấu hình ip cho vlan bằng lệnh interface vlan cộng với vlan này đi gõ lệnh no shutdown để bật cổng lên đặt ip cho interface bằng lệnh ip address sau đó là ip sẽ cấu hình cho các interface này làm gateway mình sẽ cấu hình ba ip này cho ba interface vlan tương ứng Tiếp theo mình sẽ cấu hình cổng G1 thành Layer 3 Interface và đặt IP cho cổng. Các bạn vào Interface G1. Mặc định thì các cổng đều đang được bật rồi, nhưng các bạn có thể gõ thêm lệnh No Shutdown cũng được, vì có thể một số trường hợp có lỗi gì đó thì cổng sẽ tự động shutdown. Chuyển cổng sang Layer 3 bằng lệnh No Switchport. Sau đó đặt IP cho cổng này. Do link đối giữa switch core và router là layer 3, do vậy chúng ta sẽ cần cấu hình root. Trên switch là một default root trỏ lên IP 172.16.1.1, còn trên router là 3 static với đích là 3 giải IP của 3 VLAN. Next hop là IP trên cổng gi 1 của switch. Cấu hình bằng lệnh IP root 0 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 là 1.72.16.1.1. Cổng Z2 và Z3 đang nối xuống switch Access, do vậy các cổng này sẽ là cổng trunking. Các bạn có thể cấu hình hai cổng cùng lúc bằng interface range z 2 3 chuyển sang mode trunk bằng lệnh switchport mode trunk. Mặc định thì tất cả VLAN sẽ được cho phép trên cổng Trang, tuy nhiên các bạn có thể giới hạn bằng lệnh Port Trang Allowed VLAN. Sau đó nhập các VLAN cho phép, phân cách nhau bằng dấu phẩy. Các cổng từ 11 đến 20 sẽ sử dụng cho camera, nên các cổng này các bạn sẽ cấu hình asset VLAN 12. Các bạn cũng sử dụng interface range để cấu hình cổng từ Gi11 đến 20. Chuyển sang mode access bằng lệnh switchport mode access. gắn vào VLAN 12 bằng lệnh switchport access vlan 12. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong switch core tương đương với trường hợp các bạn sử dụng switch làm gateway cho mạng. Nếu có nhiều VLAN hơn thì các bạn cũng tạo VLAN tương tự là được. Với trường hợp các bạn sử dụng switch làm switch access thì chúng ta chỉ cần cấu hình VLAN là được. Khi đó, gateway của các giải mạng sẽ được đặt trên switch core, router hoặc firewall đều được. Với mô hình mà không có switch core thì link này các bạn chỉ cần cắm lên router hoặc firewall tương ứng, còn phần cấu hình thì không khác gì cả. Chúng ta sẽ cùng phân tích các công việc cần cấu hình trên switch này. Đầu tiên thì tất nhiên chúng ta vẫn phải tạo đầy đủ các VLAN có trong hệ thống trên từ switch Tuy nhiên, phần cấu hình IP thì chúng ta chỉ cần IP quản trị cho một interface VLAN để có thể truy cập switch từ xa qua giao diện web, theo net hoặc SSH thôi. Trong mô hình này thì mình sẽ sử dụng IP của giải VLAN 10. Chúng ta cũng cần có default root rõ tới IP gateway của VLAN 10 là 192.168.10.1 để switch có thể ra được Internet và quản trị viên có thể SSH vào switch từ một VLAN khác. Các cổng nối lên switch core, router, firewall hoặc switch access khác thì các bạn cấu hình là trunking. Trong mô hình này thì cổng G1 sẽ là cổng trunking. Nếu các bạn có nối link giữa các switch access thì các cổng này cũng là trunking thôi. Các cổng từ 2 đến 10 access VLAN 10. Từ 11 đến 20 access VLAN 11 và 21 đến 30 access VLAN 12. Nếu có nhiều switch access thì các bạn cũng chỉ cần cấu hình như vậy. Miễn sao chúng ta cấu hình đúng cổng nào trunking cổng nào access là được. mình sẽ đi vào chi tiết cấu hình. đầu tiên thì mình cần tạo ba vlan tương tự như switch core. cấu hình ip thì mình chỉ cần cấu hình một ip để quản trị mình sẽ sử dụng VLAN 10. Và IP là 192.168.10.2. Sau đó, cấu hình default root trỏ tới 192.168.10.1 để switch có thể truy cập Internet và SSH switch từ VLAN khác. Nếu không có default route thì các bạn chỉ truy cập được switch từ các máy tính cùng VLAN. Cổng di 1 là cổng trunking Mình vẫn sẽ chỉ allow 3 VLAN 10, 11 và 12 thôi. Lệnh này các bạn không cần cấu hình cũng được, vì mặc định thì Cisco cho phép toàn bộ, tuy nhiên một số hãng khác thì mặc định sẽ không cho phép VLAN nào trên cổng trang, do vậy các bạn nên cấu hình để thành thói quen. Cổng g 2 đến 10, asset VLAN 10. Cổng G11 đến 20 asset VLAN 11. Cổng G21 đến 30 asset VLAN 12. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong mô hình này, các suite asset khác thì các bạn cũng cấu hình tương tự suite này thôi. Sau khi cấu hình xong thì chúng ta cần bật các dịch vụ theo net và SSH để truy cập suite từ xa. Để bật theo net thì các bạn sử dụng lệnh IP theo NET server. Để bật SSH cũng tương tự, lệnh là IP SSH server các bạn sẽ cần tạo thêm key cho SSH bằng lệnh Crypto Key Generate ASA. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi cấu hình xong toàn bộ tính năng thì các bạn sẽ cần lưu lại cấu hình cho switch, nếu không thì switch khởi động lại sẽ mất hết cấu hình. Có exit để quay về mode exact. Sử dụng lệnh write memory để lưu, chọn Y để lưu. Như vậy là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình một số tính năng cơ bản trên dòng Switch Cisco C1002 và C1003 Series bằng giao diện dòng lệnh. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.